Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Speak Marine. Và Speak Marine là một thương hiệu như thế nào và chiếc đồng hồ đang trên tay tôi có gì đặc biệt thì các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. Đầu tiên, thương hiệu Speak Marine là một thương hiệu còn rất trẻ. Nếu so với lịch sử lâu đời của những thương hiệu lớn của Thụy Sĩ như là Breguet hay Patek Philippe hay Vacheron Constantin thì Speak Marine là một thương hiệu còn rất trẻ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chế tác đồng hồ của người sáng lập, đó chính là ngài Peter Speak Marine, thì nó không trẻ một chút nào. Với những cái thiết kế đặc trưng, đậm chất Anh Quốc thì những cái người đam mê đã nhanh chóng bị thu hút và thuyết phục bởi những chiếc đồng hồ Speak Marine như thế này. Ông đã chia sẻ với những người đam mê và yêu thích đồng hồ tại Việt Nam, đó là với cái bộ sưu tập Speak Marine Đông Sơn như trên tay tôi đây, đã giúp ngài nhận cái giải thưởng đồng hồ nghệ thuật của năm 2012 tại Grand Prix de Horlogerie, góp phần đưa danh tiếng nền văn hóa Đông Sơn Việt Nam đi khắp thế giới. Và đó là lý do mà ông đã cho ra đời 8 chiếc đồng hồ Đông Sơn Tourbillon. Và đây là một trong những chiếc đồng hồ Tourbillon Đông Sơn mà Gia Bảo Luxury được may mắn có trên tay ngày hôm nay. Chiếc đồng hồ này, như các bạn đang thấy, có cái lớp vỏ bằng titanium, vật liệu siêu nhẹ và siêu bền. Đường kính vỏ là 42mm, không tính núm. Dáng vỏ là Piccadilly, đặc trưng của Speak Marine. Với cái dáng tay càng nối dây dạng thẳng, dùng vít nối dây ra thay vì những cái suốt. Dáng núm crown của đồng hồ này thì dáng dạng kim tự tháp được trẻ khía, một cái đặc trưng cũng là của Speak Marine. Đó, như các bạn đang thấy đây, mặt trước và mặt sau của đồng hồ thì là hai lớp kính sapphire. Chiếc đồng hồ sử dụng dây da cá sấu và khóa, như các bạn đang thấy đây, đây là dạng khóa bấm. Chức năng của khóa này thì nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ lâu bị hỏng và gãy dây so với những khóa thông thường. Chúng ta hãy đi sâu và tìm hiểu về chiếc đồng hồ này, đó mặt số của chiếc đồng hồ này cũng như là tên bộ sưu tập. Như các bạn đã biết, nó có liên quan rất lớn đến người Việt Nam. Đó chính là họa tiết chống đồng Đông Sơn với hình ảnh những chú chim hạc và những chiến binh. Đó, kim nung, bộ kim của đồng hồ cũng khá là đặc biệt. Đó chính là những cái kim nung xanh, lấy cảm hứng từ bộ kim xanh của mẫu đồng hồ Foundation của Speak Marine. Với cái đầu kim, đây như các bạn đang thấy, mang hình tượng trái tim. Rất là hấp dẫn và rất là đẹp mắt đúng không các bạn? Về mặt số của chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể thấy tên logo thương hiệu là Speak Marine góc 12 giờ, các cọc số La Mã này, và đặc biệt đó chính là cái họa tiết của chống đồng Đông Sơn. Và tại 6 giờ đó chính là chức năng Tourbillon, chức năng mà tôi sẽ nói đến cuối cùng, chức năng hay nhất của trên chiếc đồng hồ này. Và đây là mặt sau của chiếc đồng hồ này. Mặt sau của chiếc đồng hồ này cũng là một lớp kính sapphire. Và ở trên này, đó chính là Magister. Magister được hiểu đó là bậc thầy đấy. Bậc thầy Magister by Peter Speak Marine. Gọi là Peter Speak Marine, bậc thầy chế tác. Kiểu kiểu như vậy. Ok. Tiếp đến thì chúng ta hãy tìm hiểu về cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Đi qua thôi. Đó chính là cỗ máy mang mã hiệu là SM3 với tourbillon 60 giây, được chữ cót 72 giờ, tự động khuy áo. Đó, ở đây tự động là nó nằm ở vị trí này, tuy nhiên là với cái họa tiết thì đã che mất đi cái, chúng ta không có thể nhìn rõ được những chi tiết bên trong. Thì cái quả văng hay còn gọi là rotor này cũng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của đồng hồ tự động. Ngài Peter Speak Marine đã chọn bạch kim hay còn gọi là platinum là nguyên liệu để chế tạo nên cái chi tiết này. Đó, tiếp đến đó chính là cầu tourbillon.
Đây, cầu Tubilong đây. Cầu Tubilong thì được làm với cái hình dạng mái chèo và đế kim loại của bộ máy được chế tác đế, tức là ở các cái khung này thì được chế tác từ bạc đức, tráng, rhodium nhằm tạo ra những cái hiệu ứng bắt sáng. Tuy nhiên là ở phiên bản chống đồng Đông Sơn của Việt Nam thì chúng ta không thể nhìn được toàn bộ như những cái phiên bản khác. Những cái chi tiết như bao gồm ốc vít này, lỗ khoét ốc vít đều được đánh bóng và tạo vân sóng thủ công. Sau khi chạm chi tiết này, mặt số đồng hồ cũng như là những chi tiết máy phải trải qua một cái quá trình xử lý bằng tay để tạo được cái độ tương phản mang đến cái giá trị cao nhất. Và quay lại cái chi tiết mà tôi đã nói ngay từ lúc đầu, đó chính là cái chi tiết mà tôi cũng rất là thích, giống y hệt như ngài Peter Spigmarine, đó chính là cái cơ chế tourbillon. Tương tự là một cái vòng xoay với kích thước bằng một cái khuy áo có trọng lượng 2 gram nhưng được tạo thành từ gần 70 chi tiết siêu nhỏ. Mỗi chi tiết chỉ nhẹ khoảng 0,03 đến 0,04 gram. Theo như ngài Spigmarine chia sẻ thì cơ cấu tourbillon này, ngài Spigmarine đã mất hơn một tháng để chế tạo này, lắp ráp chúng. Chưa kể cái việc chạm khắc thủ công lên mặt số với cái độ chính xác 0,3mm trên bề mặt. Đây, bề mặt vàng 18K chỉ có độ dày là 1mm. Rất là kỳ công. Vâng, như các bạn đang thấy đây chính là cái bộ tourbillon của Peter Spigmarine. Giá hãng của chiếc đồng hồ này được niêm yết tại Việt Nam là 1 tỷ 900 triệu. Tương đương với 85.000 USD với lớp vỏ titanium. Và cuối video này thì như các bạn đang thấy trên tay tôi đây là hai chiếc đồng hồ tourbillon của hai nghệ nhân chế tác đồng hồ đương đại. Vâng, và đó chính là Peter Spigmarine và Daniel Roth. Cả hai ngài Peter Spigmarine và Daniel Roth đều là những nhà chế tác đồng hồ độc lập. Về tuổi tác thì ngài Daniel Roth sinh năm 1945, còn Peter sinh năm 1968. Hai người đều có chung một sở thích, đấy chính là tourbillon. Chức năng vô cùng phức tạp để chứng minh cái kỹ thuật chế tác đồng hồ của các nghệ nhân. Cùng là tourbillon, nhưng mỗi nghệ nhân thể hiện nó theo cách cá nhân hóa khác nhau. Ở Spigmarine, từ cỗ máy này đến tourbillon mang tính chất hiện đại, hợp thời, thể hiện những tinh túy theo thời đại mới. Còn Daniel Roth thì sao? Những thiết kế thì đậm chất cổ điển, đặc trưng, mặt vân Guloy, Cloud de Paris, vân xoáy trên cầu máy Côte de Genève đã có từ rất là lâu đời. Ông chỉ thực hiện theo một cái cách tỉ mỉ và đẹp nhất mà thôi. Với hai chiếc đồng hồ này như đang trên tay tôi đây, rất là vinh dự. Các bạn sẽ có những cái nhận định khác nhau và tôi cũng vậy. Hai chiếc đồng hồ này đều có cái tính biểu tượng, một cái tính DNA về thương hiệu rất là cao. Với cái dáng vỏ Piccadilly của ngài Peter, Ellipso Curvex của Mr. Daniel Roth và tourbillon của Daniel Roth thì có điểm tương đồng với những mẫu tourbillon của Breguet. Với cái lý do là từ những cái năm 1975, ông đã dẫn dắt và là một cái nghệ nhân chế tác chính của Breguet cho đến năm 1989, ông ấy tách ra với cái thương hiệu Daniel Roth riêng của cho riêng mình. Nếu như chúng ta có thể thấy thì những cái mẫu Daniel Roth trên tay tôi đây này, có 8 ngày sẽ giống như bộ Breguet của đồng hồ tourbillon 3657. Và đây như các bạn đang thấy hai chiếc đồng hồ trên tay tôi. Có thể là những cái thông tin đó thì hơi nhiều quá đối với các bạn, nhưng để mà nói ở về lý thuyết ý, thì có nói cả một ngày, hai ngày cũng không hết những cái thông tin thú vị xoay quanh hai thương hiệu đồng hồ này đâu các bạn ạ. Thế nên là tôi chỉ nói qua một số những cái thông tin cơ bản thôi. Còn như các bạn đang thấy đây, hai chiếc đồng hồ này rất là đặc biệt, rất là đặc trưng. Chiếc Daniel Roth này có giá hãng niêm yết khi thời điểm bán đó là 160.000 USD. Đó, lớp vỏ vàng hồng. Tôi quên không giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc Ellipso Curvex tourbillon 8 ngày của Daniel Roth. Và điều đặc biệt của nó thì ngoài tourbillon ra thì nó còn có một cái rất là hay, đó chính là có thể lật được cái mặt ở trong cho chúng ta xem. Và đây chính là ngày, còn đây là báo thời lượng cót. Đấy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Đây là một chiếc đồng hồ gọi là siêu phẩm đấy. Có thể nói là siêu phẩm của Daniel Roth, mang một cái tính thương hiệu rất là cao. Ở trong này thì được
ở dưới lớp đáy này thì được khắc này với các cái vân họa tiết ong ánh rất là đẹp. Vâng, và cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn có chu vi là 16,8 cm, thì tôi sẽ thử lên tay hai chiếc đồng hồ để cho các bạn thấy được nhé. Trên tay tôi chính là chiếc Speedmarine, dáng tay càng và cái dáng vỏ Piccadilly đặc trưng, đeo với vest thì không còn từ gì diễn tả. Chiếc đồng hồ này thì với những người có chu vi cổ tay tầm từ 16,7 đến ngoài 17 đeo lên rất là đẹp. Vì như tôi đang đeo lên thì nó hơi thiếu một chút, cái dáng tay càng nó hơi trồi ra ngoài một tí, nhưng không sao cả, tôi thích thế là được, đúng không ạ? Và đây chính là chiếc Daniel Roth, dáng vỏ Ellipso Convex. Wow, có vẻ là vừa vặn với cổ tay tôi hơn, rất là đặc biệt đó, mà mình nhìn thấy khi các bạn đeo chiếc đồ này nhé, ngồi uống cà phê uống trà tự nhiên bạn lật được cái mặt nó ra. Đây tôi sẽ thử đeo hoàn trực tiếp vào cho các bạn xem. Đây chiếc đồ này thì bạn đang ngồi ăn hoặc ngồi chơi cà phê chẳng hạn. Đây, người đối diện là phải ngước nhìn đấy. Với chiếc Peter Speedmarine thì đó là những cái hình ảnh mang âm hưởng Việt Nam, còn Daniel Roth thì nó là một chiếc đồng hồ đặc biệt, khác biệt. Và đây là cuối video này, các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc đồng hồ Speedmarine chống đồng Đông Sơn Tourbillon? Ngoài ra thì các bạn thích chiếc đồng hồ Daniel Roth Tourbillon hay Speedmarine Tourbillon, hãy comment ở phía dưới video này cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.